Một năm sau khi ra mắt mẫu xe Tiago Facelift đạt tiêu chuẩn khí thải BS6, hãng xe nội địa Tata Motors đã giới thiệu phiên bản giới hạn của Tiago với giá bán rẻ nhất trong phân khúc hatchback cỡ A tại Ấn Độ. Tata Tiago Limited Edition có giá từ 579.000 rupee, khoảng 183 triệu đồng, phát triển dựa trên phiên bản Tata Tiago XT giá rẻ đã ra mắt nhưng đắt hơn 29.000 rupee, 9,2 triệu đồng và có nhiều trang bị vượt trội hơn so với bản XT. Phiên bản giới hạn Tata Tiago đi kèm với bộ la răng hợp kim 14 inch màu đen, trong khi Tata Tiago XT tiêu chuẩn dùng mâm thép 14 inch. Đồng thời Tiago mới có 3 màu lựa chọn là đỏ, trắng và xám. Bên trong, xe được trang bị màn hình cảm ứng 5 inch với loa Harman, tích hợp các tính năng như điều khiển giọng nói, hiển thị cảm biến lùi, kính chỉnh điện. Tata cũng bổ sung một kệ để đồ phía sau cốp, vốn không có trên chiếc Tiago XT tiêu chuẩn. Tiago Limited Edition chỉ có sẵn một lựa chọn động cơ xăng 1,2 lít, công suất 86 mã lực được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Nếu muốn dùng số tự động, khách hàng có thể chọn phiên bản Tiago XZA và XZA với giá bán cao hơn. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Tiago đã rất thành công trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ giá rẻ với hơn 32.000 xe. Đến năm 2020, khi ra mắt Tata Tiago Facelift, mẫu xe đã nhận được đánh giá an toàn 4 sao bởi GNCAP, trở thành một trong những xe cỡ an toàn tại Ấn Độ.